quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Long An, khánh thành, bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Tư lệnh quân khu thăm làm việc tại Bệnh viện quân y 7B. Công trình của tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia. Lâm Đồng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Tại xã Hưng Hà và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức khánh thành bàn giao nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới giai đoạn 3 năm 2022. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Long An. Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Hưng Hà và Hưng Điền B gồm 7 căn nhà cấp 4 được xây dựng tường gạch, mái tôn, lạt vòng, nền lát gạch bông, diện tích sử dụng từ 80 đến 140 m vuông. Có hệ thống điện, đường, trường trạm thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Tổng kinh phí xây dựng gần 1 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hỗ trợ. Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình chính sách, dân quân thường trực khó khăn về nhà ở. Ngoài đất xây dựng, mỗi hộ còn được cấp từ 5.000 đến 30.000 mét vuông đất sản xuất. Tại lễ khánh thành, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh Long An đã tặng quà và những vật dụng thiết yếu cho các gia đình. Hiện nay trên toàn tuyến biên giới tỉnh Long An đã tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng 113 nhà liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, biên phòng. Thời gian tới tiếp tục triển khai xây dựng 156 căn giai đoạn 2023-2025. Tuần qua, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 đến thăm động viên tặng quà cho đồng chí Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn, Tiểu đội trưởng Vô tuyến điện, Đại đội thông tin, Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 7B, Cục hậu cần Quân khu 7. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã ân cần thăm hỏi động viên và trao số tiền 60 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 50 triệu đồng, cá nhân đồng chí Tư lệnh 10 triệu đồng cho Thượng úy chuyên nghiệp Ngô Công Tấn. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các y bác sĩ bệnh viện tích cực chăm sóc điều trị, bảo đảm thuốc men tốt nhất cho quân nhân Ngô Công Tấn nhanh chóng khỏi bệnh, sớm trở lại vị trí công tác. Trước đó vào ngày 22 tháng 9 khi đang làm nhiệm vụ tại tổ đài núi Chứa Chang, đồng chí Tấn không may dẫm phải mìn, bị thương và nhanh chóng được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 7B. Quá trình điều trị, đồng chí Tấn đã phải cắt 2/3 bàn chân trái, hiện sức khỏe đã ổn định. Làm việc với Bệnh viện Quân y 7B, Cục hậu cần Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của bệnh viện trong thời gian qua, nhất là việc triển khai áp dụng những kỹ thuật mới vào hoạt động khám chữa bệnh. Trong 9 tháng đầu năm 2022, bệnh viện đảm bảo tốt việc thu dung điều trị cho các đối tượng, công tác khám chữa bệnh ngày càng nề nếp chất lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, phạm vi cứu chữa được mở rộng, uy tín của bệnh viện được nâng cao. Tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách được giao, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu tập thể cán bộ, y bác sĩ, bệnh viện tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp tốt với các cơ quan quân khu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình phục vụ khám, điều trị. Đồng thời, bệnh viện quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, khơi dậy đam mê sáng tạo, áp dụng các sáng kiến kỹ thuật vào công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An phối hợp với Tổng công ty Medphone và Ngân hàng MB Campuchia tổ chức khánh thành nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Công trình được xây dựng trong khuôn viên doanh trại tiểu khu quân sự tỉnh Bắc Tam Bang là sự khẳng định tình đoàn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Sau 2 tháng thi công, nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Bắc Tam Bang đã được đưa vào sử dụng. Toàn bộ kinh phí do Tổng công ty Medphone và Ngân hàng MB Campuchia tài trợ.
Từ nay, cán bộ chiến sĩ đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã yên tâm có nơi để lưu giữ và thờ tự chu đáo, trang trọng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trước khi đưa trở về Tổ quốc. Phải nói là chúng tôi rất là vui mừng là một cái công trình này nó mang cái ý nghĩa rất là lớn. Thứ nhất thì nó thể hiện được cái tấm lòng thiêng liêng cao cả đối với những anh hùng liệt sĩ đã quên mình, hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Về phía bạn, khi người ta nhìn vào thì người ta cũng sẽ thấm nhuần được cái sự quan tâm của các cấp chính quyền, của đảng nhà nước cũng như nhân dân Việt Nam đã vốn có cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Tại buổi lễ, Đại tướng E Sam On, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 5, Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, cũng như hỗ trợ về mọi mặt trong quá trình xây dựng đất nước. Ngài Đại tướng E Sam On khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ các đội ca trên địa bàn Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm và cất bốc được 2.401 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại 4 địa phương gồm thủ đô Phnom Penh, tỉnh Svay Rieng, Bát Tràm Bang và tỉnh Vai Linh đưa về với đất mẹ Việt Nam. Sau hơn 20 năm, các đội tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ chúng ta thì ngày nay thì do điều kiện là địa hình địa vật thay đổi rất nhiều cho nên việc tìm kiếm khó khăn hơn và mỗi một lần thì có thể cũng chỉ tìm được 1-2 bộ hài cốt, thành ra là cái việc mà chúng ta xây dựng những cái ngôi nhà thờ và bảo quản cái thi hài hài cốt của các anh hùng liệt sĩ chúng ta trước khi đưa về nước là rất cần thiết, và đây là thể hiện cái tấm lòng, cái sự tri ân của chúng ta đối với những người đã hy sinh. Hiện nay, cả 4 đội ca của quân khu 7 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đều được các đơn vị bạn quan tâm, bố trí khu vực đóng quân, các điểm thờ tự chu đáo, trang trọng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo quyết định 1046 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2022, trung tâm chính thức tổ chức giảng dạy trong điều kiện mới đi vào hoạt động. Đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, kết hợp mời giảng viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy kiến thức quốc phòng an ninh cho sinh viên trên địa bàn. Sinh viên Lý Thế Quỳnh cũng như nhiều bạn trẻ đến từ trường đại học Dân sinh Đà Lạt cảm giác bỡ ngỡ khó khăn trong những ngày đầu tham gia khóa học. Đó là phải chấp hành những quy định về giấc học tập, sinh hoạt trong môi trường quân ngũ. Làm quen với vũ khí cũng là thử thách với các bạn sinh viên, nhất là những nữ sinh viên. Tuy nhiên, với sự chỉ dạy ân cần của giáo viên, sự quan tâm về nơi ăn chỗ ở chu đáo của trung tâm, chỉ sau thời gian ngắn nhập trường, những sinh viên trẻ đã có thêm tự tin, hăng say trong nghiên cứu, luyện tập, nắm bắt kiến thức môn học. Mình được hiểu rõ hơn về cái truyền thống về quân đội của cha ông ta và truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Bản thân của mình cũng được rèn luyện các kỹ năng chiến đấu cũng như là tập trận ở trên chiến trường, thì giúp mình có những kỹ năng thiết yếu khi mà ví dụ như là đất nước mình có chiến tranh thì ít ra mình cũng phải là biết cách để mà cầm súng này để chiến đấu, để bảo vệ đất nước. Còn về vấn đề về chúng ta tập luyện thì nó cũng có giúp thêm được sức khỏe cho mình nữa. Em thấy tham gia môn học này thì rất là bổ ích, giúp em hiểu được về truyền thống cách mạng của đất nước. Và trách nhiệm của em thì em cũng rất cố gắng học đầy đủ các buổi học. Trong thời gian tham gia khóa học, các sinh viên được học 160 tiết gồm 3 nội dung: giáo dục chính trị, đường lối quân sự của đảng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, quân sự chung, các bài kỹ chiến thuật. Trung tâm hiện có 8 giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo, đơn vị thường xuyên mời các giảng viên từ Học viện Lục quân Đà Lạt có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và tâm huyết với nghề tham gia thỉnh giảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi thực hiện nghiêm các cái quy định và đặc biệt là hướng các em sinh viên vào thực hiện cái nhiệm vụ học tập theo cái môi trường quân sự để cho các em có thể là vừa là nâng cao cái nhận thức về chính trị, vừa nâng cao cái kỹ năng về quân sự
và đồng thời cũng nâng cao cái ý thức trách nhiệm đối với cái nhiệm vụ học tập trước mắt và bảo vệ Tổ quốc sau này. Hiện nay, Trung tâm Liên kết Đào tạo sinh viên của 8 trường gồm Đại học Dách Xin Đà Lạt, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ sở Đà Lạt, Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng, Cao đẳng Du lịch Đà Lạt, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, với tổng số gần 3.000 sinh viên một năm. Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác kỹ thuật tại Sư đoàn 5. Lữ đoàn 77 tổ chức ký kết nghĩa với Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Củ Chi. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giữ vững quốc phòng an ninh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Quân khu 7 đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh hồi sinh sau đại dịch. Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Sư đoàn 5, Quân khu 7. Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Sư đoàn được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, phương tiện trang bị kỹ thuật đồng bộ. Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm đẩy mạnh. Trong 2 năm qua, toàn sư đoàn có 26 sáng kiến được áp dụng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm định trong lĩnh vực quân sự của sư đoàn đạt kết quả cao. Đoàn kiểm tra Bộ Tổng tham mưu đánh giá sư đoàn đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động 50 phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật có nhiều mô hình tốt, sáng tạo được ứng dụng vào thực tiễn. Công tác sắp xếp, bảo quản, quản lý kho tàng, khoa học, phòng chống cháy nổ hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật được nâng cao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện hướng dẫn của Cục Quân y về nội dung kiểm tra toàn diện công tác quân y đối với Sư đoàn Bộ binh Đủ quân năm 2022, tuần qua, đoàn công tác quân khu 7 do Đại tá Huỳnh Tấn Hùng, chủ nhiệm hậu cần quân khu làm trưởng đoàn, đến kiểm tra toàn diện tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 5. Qua kiểm tra toàn diện, đoàn công tác đánh giá ngành quân y sư đoàn 5 nói chung và tiểu đoàn 24 quân y của đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ công tác bệnh xá, cụ thể về chế độ thường trực cấp cứu, ra vào chuyển viện. Hệ thống sổ sách ban dược ghi chép đầy đủ rõ ràng, tỉ mỉ, sắp xếp thuốc vật tư trong kho gọn gàng, ngăn nắp khoa học. Chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả cao. Phòng khám quân dân y triển khai được thế mạnh mũi nhọn, dây vật lý, phục hồi chức năng, cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp. Công tác tăng gia sản xuất phát triển đi vào chiều sâu, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn phòng 077 tổ chức ký kết nghĩa với Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp, quận 12, huyện Củ Chi. Theo đó, hàng năm các đơn vị thường xuyên phối hợp giáo dục chính trị, truyền thống dân tộc, tham gia tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của thế lực thù địch. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ chiến sĩ nhân ngày lễ Tết, ngày truyền thống của các đơn vị với nội dung hình thức phong phú, phối hợp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển quân, hỗ trợ chiến sĩ mới nhập ngũ, thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua hoạt động ký kết nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu phối hợp, giúp đỡ nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chương trình chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đô thị văn minh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội cho cựu chiến binh tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tham dự có chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà đồng đội được sửa chữa tặng cựu chiến binh Lê Văn Quý ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Diện tích xây dựng 49m², số tiền sửa chữa 75 triệu đồng. Trong đó, quỹ hỗ trợ cựu chiến binh nghèo thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 15 triệu đồng. Đồng chí Lê Văn Quý, năm nay 63 tuổi, từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ông thuộc diện hộ nghèo, gia đình sống nhờ nguồn hỗ trợ của địa phương và người dân. Tại buổi bàn giao nhà, Hội cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Tân Kiên trao tặng cựu chiến binh Lê Văn Quý một số vật dụng sinh hoạt gia đình.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thời gian qua đã phát huy tốt giá trị của làng nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Đồng thời, các thế mạnh về du lịch được khai thác hiệu quả là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước. Kết quả đó phản ánh rõ về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế. Phan Thiết là ngư trường lớn của tỉnh Bình Thuận, nơi được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu phù hợp với nghề sản xuất nước mắm. Nước mắm Phan Thiết được làm từ cá cơm thang, ủ với muối tinh khiết và phơi dưới nắng suốt 12 tháng. Những giọt nước mắm đầu tiên lấy ra có độ đạm khoảng 35%. Tuy không cao, song hương vị của sản phẩm thì không loại nước mắm nào sánh được. Đây là loại sản phẩm đặc trưng truyền thống Phan Thiết. Hiện nay trên địa bàn thành phố Phan Thiết có khoảng 150 tổ chức cá nhân sản xuất nước mắm. Ba ưu điểm làm nên thương hiệu nước mắm Phan Thiết đó là nguyên liệu cá cơm dồi dào, lợi thế về chất lượng muối và bí quyết ủ chượp truyền thống độc đáo của người làm mắm Phan Thiết. Truyền thống của nước mắm Phan Thiết nó đã có cả hàng trăm năm nay rồi. Đấy, cái việc mà phát huy và cái truyền thống của nước mắm Phan Thiết thì công ty trách nhiệm hữu hạn nước mắm Mai Hương chúng tôi ấy, là cũng áp dụng các cái phương pháp vừa là truyền thống vừa là áp dụng khoa học kỹ thuật để làm sao nâng cái giá trị sản phẩm của nước mắm ngày một tốt hơn, ngày một là đáp ứng theo cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng về cái nhu cầu ngày một cao của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Thành phố biển Phan Thiết nổi tiếng do được thiên nhiên ưu ái, ban tặng đường bờ biển dài, cát trắng, nước xanh trong với những hòn đảo ven bờ hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên hữu tình, cùng với những đồi cát trải dài tích tắp như đồi cát bay Mũi Né, Bầu Trắng và những di tích lịch sử như Trường Dục Thanh, cụm tháp Bô Sa Nư của người Chăm. Cấp ủy chính quyền địa phương đã biết cách tận dụng những ưu thế nổi bật này để thu hút các nhà đầu tư lớn nhằm phát triển ngành du lịch tại địa phương. Hiện nay thì các cái ngành dịch vụ du lịch ở địa phương phát triển cũng khá tốt, nhất là cái mảng du lịch. Hiện tại ở địa phương cũng có rất nhiều dự án du lịch đang triển khai hoạt động. Việc phát triển của các dự án du lịch đó thì đời sống kinh tế xã hội của địa phương rất phát triển và đời sống của nhân dân mang tính chất bền vững hơn xưa. Để phát triển kinh tế bền vững, cấp ủy chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đứng chân trên địa bàn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực biển và đất liền, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống có thể xảy ra. Phố Phan Thiết cũng đã có nhiều nỗ lực và để chỉ đạo thực hiện cái phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, chỉ đạo cho các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian vừa qua, tạo cái môi trường thuận lợi, an toàn cho du khách và cho nhà đầu tư đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng cường các công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ngư dân tham gia cái việc đánh bắt xa bờ, bảo vệ quyền và chủ quyền biển đảo, đồng thời tập huấn tuyên truyền cho ngư dân về cái kỹ năng tham gia khai thác biển khơi. Hiện nay Phan Thiết xây dựng lực lượng dân quân đạt 2% so với dân số, tự vệ đạt 25% trong cán bộ, công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, thành phố chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi có cái chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho thành phố, Đảng ủy Ban Chỉ đạo sự thành phố đã trực tiếp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu cho các địa phương về việc xây dựng các lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời trên cơ sở đó thì tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện và duy trì hoạt động các lực lượng đảm bảo theo đúng cái kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh vững vàng là tiền đề quan trọng để xây dựng thành phố Phan Thiết thành khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang thành phố sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau một năm thành phố Hồ Chí Minh khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường mới. Kinh tế đang dần hồi phục, có bước tăng trưởng khả quan. Đời sống nhân dân ổn định, kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang quân khu 7 trong củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, giúp địa phương hồi sinh sau đại dịch.
Một năm sau đại dịch Covid-19, khu phố 5, phường 14, quận 10 trở nên nhộn nhịp đông đúc với nhiều cửa hàng quán ăn mở ra phục vụ người dân. Nhớ lại thời điểm này năm trước, nơi đây là tâm dịch của thành phố, ngõ hẻm nào cũng chen dây rào chắn vì nằm trong vùng đó. Chị Lâm Quỳnh Qua, tổ trưởng tổ dân phố 30, khu phố 5, phường 14, quận 10, vẫn nhớ như in cảm giác bất an vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Trong lúc gian nguy đó, bà con khu phố như được hồi sinh khi các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ có mặt kịp thời để kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Từng túi quà gói hỗ trợ thực phẩm được trao tận tay bà con đã giải quyết tạm thời sự thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong thời gian giãn cách. Và đặc biệt hơn, đó là sự chăm sóc tận tình, cứu chữa kịp thời của đội ngũ y bác sĩ quân y quân khu 7 đối với các bệnh nhân Covid-19. Phải nói là nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ của bệnh viện tập thể y bác sĩ bệnh viện quân dân y miền Đông mà giống như là cho người dân chúng tôi được một cơ hội sống lần thứ hai. Và rất là nhiều lần, nhiều người dân ở chúng tôi không thể nào quên được những tháng ngày được điều trị, được cái sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ trong bệnh viện quân dân y miền Đông. Và thứ hai nữa là khi mà dịch tràn qua thì lúc đó cái nhân lực của mọi người cũng đã cạn kiệt, cũng rất là mệt mỏi rồi. Thì đúng lúc đó các anh bộ đội Cụ Hồ xuất hiện. Phải nói là giống như một vị cứu tinh vậy đó. Người dân đang cảm thấy mệt mỏi đến mức độ tuyệt vọng thì họ giống như được một cái sức mạnh tinh thần, họ vực dậy. Cũng như nhiều người dân khác, bà Nguyễn Thị Bảy, 70 tuổi, ở khu phố 5, phường 7, quận Gò Vấp vẫn không thể quên đợt dịch năm trước. Tình người, tình quân dân gắn bó giúp bà cùng vợ chồng, người con trai và hai cháu nhỏ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Giờ đây các con bà đều có việc làm ổn định, các cháu bước vào năm học mới, niềm tin về cuộc sống tốt hơn đã trở lại. Hiện nay thì gia đình cuộc sống cũng tốt, nói chung là tốt, cũng coi như không có thiếu thốn gì hết, cũng bình thường thôi, không có thiếu thốn. Cuộc sống thì con cái nó đi làm ở phường, lâu lâu cái cũng cho phiếu đi qua lãnh quà đó. Rồi lối xóm thì mấy nhà khá giả lâu lâu cũng tới cái cho gạo, rồi hoặc là cho mình mấy trăm gram thịt, vậy nửa ký thịt rồi này kia vậy đó. Nói chung lối xóm thì đoàn kết lắm, thương nhau lắm. Phú Nhuận là quận đầu tiên của thành phố nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7. Những chuyến xe nghĩa tình trao tặng sản phẩm tăng gia cho nhân dân trong các khu phong tỏa đã phần nào hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho bà con. Khi đại dịch đi qua, lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, xoa dịu nỗi đau cho dịch bệnh để lại, nhận chăm sóc đỡ đầu nuôi dưỡng các cháu mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19. Lực lượng vũ trang quân khu 7 đã kịp thời hỗ trợ về thuốc men, về lương thực, thực phẩm, về rau xanh. Mà quý nhất là kịp thời, vì cái nguồn này là chúng tôi được biết là do là bộ đội quân khu 7 là tự sản xuất và đã mang đến để cùng chúng tôi chăm lo cho người dân. Từ đó đó giúp người dân là không những là hạn chế vấn đề về bệnh, vấn đề về là thuốc men cũng như là vấn đề về là đời sống hàng ngày. Qua đây chúng tôi cũng xin đó, thay mặt cho đảng bộ, nhân dân và chính quyền của quận Phú Nhuận đó, cũng gửi lời cảm ơn tất cả các đơn vị, đặc biệt là lực lượng của bộ đội các nơi và lực lượng bộ đội của quân khu 7 đã kịp thời hỗ trợ cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân của quận Phú Nhuận trong thời gian dịch bệnh kéo dài như vừa qua. Cháu Trần Vũ Ngân Hà, học sinh lớp 9, sinh sống tại khu phố 1, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, là một trong năm cháu mồ côi do đại dịch Covid-19, được Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức hỗ trợ mức 850.000 đồng một tháng đến năm 18 tuổi. Chị Trương Thị Thu Ngân, mẹ cháu Hà, cho biết ba cháu mất đi để lại khoảng trống quá lớn. Song với công việc hiện tại phục vụ bếp ăn ở trường tiểu học, cùng sự giúp đỡ của các ngành các cấp, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cuộc sống của mẹ con chị dần ổn định. Hiện nay thì trong thu nhập của gia đình cũng tạm ổn, là cũng có nhờ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và của phường và quân đội, của trường học và các địa phương
cũng hỗ trợ cho em cũng rất là nhiều. Em cũng mong cho có sức khỏe để lo đi làm, kiếm thêm, có tiền để lo cho bé ăn học tới nơi tới chốn. Hậu quả do dịch Covid-19 để lại rất nặng nề. Hàng ngàn cháu nhỏ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, mất cha, mẹ. Có cháu mất cả cha mẹ, ông bà, để lại nỗi đau không gì bù đắp được. Đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc cho các cháu bé mồ côi do Covid-19. Hoạt động của phường, của thành phố, của quận, của địa phương làm giúp đỡ cho tụi em từ cái lúc mà bị mất mát sự quá lớn thì an ủi cho tụi em có một động lực để tiếp tục bảo vệ con mình được đi học, để trở thành một người con ngoan trò giỏi và có công có ích lại sau này cho xã hội, nhà nước. Sau khi trở lại bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điển hình như tại thành phố Thủ Đức, thành ủy Thủ Đức đã phát động các tổ chức cơ sở đảng và doanh nghiệp đăng ký nhận chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng cho 170 trẻ mồ côi do Covid-19, thường xuyên tặng học bổng cho các em, đồng thời trao tặng các phương tiện sinh kế cho người nghèo gồm xe máy, máy may, xe bán nước mía, giày khát, bánh mì và hỗ trợ sửa chữa chống dột nhà ở cho người nghèo với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Đời sống của người dân thì cơ bản là đã ổn định, tuy rằng nó cũng còn những cái khó khăn này nọ, nhưng mà cái cuộc sống thì nó đã ổn định lại, trở lại cái bình thường. Con em họ thì cũng đã được coi như là trở lại trường để mà khai giảng cái năm học mới. Đối những cái lao động mà hiện nay họ tạm cư trên địa bàn ở những cái khu nhà trọ thì chúng tôi vận động các cái chủ nhà trọ tiếp tục là làm sao là miễn giảm cái phí nhà trọ, cũng như là hỗ trợ những cái điều kiện để cho cái người lao động họ tiếp tục họ ở lại, và những người mà ở các tỉnh quay trở lại để vào nhà máy tiếp tục để sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức nhiều diễn đàn tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp để phục hồi nền kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho người lao động và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đầu năm giờ thì quận cũng tổ chức hai cái đợt là giới thiệu việc làm, kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Đó. Qua những cái buổi kết nối như vậy thì những cái người lao động mà ta đang không có việc làm thì đã tìm được một số cái công việc nó cũng phù hợp, và doanh nghiệp cũng qua đó thì tìm được cái lao động. Tại vì thời gian vừa qua khi mà sau cái đợt dịch Covid-19 thì có những doanh nghiệp là gặp khó khăn về lao động. Nên là khi những cái buổi kết nối như vậy thì cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp có được cái sự ổn định về lao động. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát mạnh, cùng với quy động hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ tham gia chống dịch, lực lượng vũ trang quân khu 7 đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực, tập trung nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và chủ động cứu giúp nhân dân nhanh nhất, hiệu quả nhất với phương châm ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Sau một năm nhìn lại, chúng ta thấy rằng sự tàn khốc của cái đại dịch Covid vừa qua, và chúng ta cũng cảm nhận rất là sâu sắc về sự hồi sinh, phải nói là tuyệt vời, của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trên địa bàn. Qua thực tiễn phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như ta rút kinh nghiệm thì chúng ta có những cái bài học quý giá như sau. Cái thứ nhất là chúng ta phải xây dựng được cái ý chí quyết tâm, cái bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, của anh bộ đội Cụ Hồ. Rồi chúng ta xây dựng được cái kế hoạch về sử dụng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thắng lợi với lại mọi tình huống. Cái thứ hai, chúng ta đã chủ động để hiệp đồng với lại lực lượng của bộ, lực lượng của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể của địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp và huy động mọi nguồn lực để chúng ta chống đại dịch giúp dân. Và cái thứ ba là cái đặc biệt nhất là trong thời gian vừa qua, lực lượng vũ trang quân khu với sự cống hiến của nhiều thế hệ, chúng ta đã xây dựng được cái thế trận vững chắc và tiềm lực quốc phòng vững mạnh để chúng ta sẵn sàng ứng phó, hoàn thành mọi nhiệm vụ dưới mọi cái tình huống, kể cả những cái thách thức phi truyền thống như là thiên tai, dịch bệnh. Chúng ta đã góp phần rất lớn trong cái ổn định cái môi trường hòa bình để mà cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn tỉnh, chúng ta góp phần vào phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu của chúng ta.
Một năm sau đại dịch, sức sống của thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước phục hồi. Tốc độ phát triển kinh tế đạt khoảng 80% so với trước thời điểm dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát. Phố xá đông đúc, dòng người nườm nượp qua lại. Các nhà máy xí nghiệp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn đang hoạt động bình thường. Báo hiệu thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã thực sự hồi sinh. Vượt qua đau thương mất mát, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng khắc ghi công lao của cán bộ chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Trong gian khó hiểm nguy vẫn vẹn nguyên phẩm chất, vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.baoquanhu7.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.